Xin lỗi. Một làn điệu quan họ thật là ngọt ngào, sâu lắng và đậm thắm ạ. Xin được cảm ơn song ca Vi Ngọc và Vi Nguyễn. Để tiếp nối làn điệu quan họ tiếp theo. Rồi. Xin mời quý vị đại biểu hãy cùng đến với bác này rất là hâm mộ ấy, lúc nào cũng đến từ thôn Minh Sơn. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Rất là hâm mộ ấy, ông này. Hai ông bà này rất là hâm mộ. Đấy, phải gần thế này nó mới phê này. Thế nhiếp ảnh ra, nhiếp ảnh ra quay đấy. Quan họ tình thương ơi,
Bác em chưa tắt đâu. Chưa tắt à?